Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Hoa. Thưa quý vị, gần đây thời tiết nóng, nhiều người vì muốn hạ nhiệt nên đã mua kem về ăn. Nhưng đừng nghĩ rằng kem ly có màu trắng giống sữa tươi. Thực ra trong này có cho chất hóa học để tạo thành, giống như chất tẩy trắng, chất làm đặc và chất tạo ngọt, cộng lại cũng hàng chục loại hóa học. Tuy những chất này đều hợp pháp, nhưng bác sĩ khoa độc tố khuyến cáo người bình thường một ngày không nên ăn hơn một ly kem. Nếu không, sẽ tích tụ thời gian dài, sẽ bị tích mỡ hoặc chất béo trung tính quá cao và kèm theo một số vấn đề khác nữa. Ngoài ra cũng nhắc nhở, loại kem này vi khuẩn sống nhiều, người già và trẻ nhỏ hệ miễn dịch kém, tốt nhất không nên ăn. Kem từng vòng nằm trên ly bánh ngọt. Thời tiết nóng, mọi người đều thích ăn kem. Nhưng đừng nghĩ rằng kem màu trắng là hoàn toàn được dùng sữa bò để làm. Nhân viên cửa hàng đương nhiên nói là làm từ sữa bò, nhưng họ sẽ không nói cho bạn biết thực chất kem này được cho thêm hàng chục loại chất hóa học. Mặc dù những chất này đều hợp pháp, thế nhưng đối với cơ thể con người thì vẫn có hại. Ngoài ra, bác sĩ cũng nhắc nhở, trong kem này, lượng vi khuẩn sống rất nhiều. Vì vậy, những trẻ nhỏ dưới 2 tuổi và người già, hệ miễn dịch không hoàn tất, hoặc những người ghép nội tạng thì tốt nhất không nên ăn. Đừng để vì một miếng kem mà đánh mất đi sức khỏe của chính mình. Đài Trung có phụ huynh tố cáo thiết bị giải trí của một trường tiểu học có độ cao tới 2 tầng, trẻ nhỏ trèo lên điểm cao nhất, còn có thể trèo ra lan can để chơi. Nếu như không may ngã xuống sẽ bị thương rất nặng. Mặc dù đã phản hồi với nhà trường, nhưng phía nhà trường lại nói độ cao này trong phạm vi cho phép. Hơn nữa, cũng có lót đệm an toàn. Nhưng phóng viên đã đến xem, đệm này lâu ngày không được dọn dẹp, đã mọc rêu nên rất trơn, lo sợ trẻ sẽ bị ngã. Vừa tan học là trẻ nhỏ lại chạy ra chơi đùa, em bé trai ngược chiều trèo lên cầu thang trượt, bé gái cũng không chịu thua. Các bé gan rất lớn, từng bé trèo lên đỉnh cao nhất. Có phụ huynh đã chụp được, bé gái trèo hẳn ra ngoài lan can để chơi, cả người em trèo trên một nơi cao bằng khoảng 3 tầng lầu. Đồ chơi đặt ở nơi vắng, trẻ nhỏ lại vui chơi quá độ, không có giáo viên theo dõi, sợ rằng trẻ nếu như ngã xuống thì phải làm sao. Vừa nói dứt lời, bé gái đã ngã xuống. Cũng may em bé không ảnh hưởng gì, tiếp tục đứng dậy chơi với các bạn. Đệm an toàn lâu ngày không được dọn dẹp, đã mọc rêu xanh quá trơn. Phía nhà trường nói sẽ cải thiện tình trạng và tăng cường tuyên truyền để trẻ nhỏ vẫn được vui chơi mà không bị thương ảnh hưởng đến tính mạng. Thưa quý vị, ghế ngồi an toàn xe ô tô rốt cuộc đặt ở đâu thì thích hợp nhất? Nghị viên Tưởng Vạn An hôm qua đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông về điều này. Người đại diện Bộ Giao thông trả lời nên đặt ở phía phải ghế sau, tiếp theo lại trả lời ở đằng sau ghế người lái xe. Câu trả lời bị Tưởng Vạn An phủ nhận. Tưởng Vạn An đưa ra dữ liệu nói rằng phải đặt ở chính giữa ghế sau, nhưng Hội Quỹ Nhi Đồng lại cho rằng đáp án này không đúng. Hãy để chúng tôi đến trả lời, rốt cuộc nên đặt ghế an toàn ở đâu? Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Thực Cốc cùng với không ít các phụ huynh khi nghe được Tưởng Vạn An nói thì cảm thấy là không chính xác. Bởi vì thường được nhận định người lái xe gặp phải tai nạn theo bản năng sẽ tránh qua, cho nên để ghế an toàn đằng sau ghế người lái xe là an toàn nhất. Thế nhưng Tưởng Vạn An lại đưa ra thông tin của nước ngoài nhấn mạnh phải được đặt ở giữa mới là quan niệm chính xác. Mayo Clinic, 就美国最权威的一个医院, 它的报告就指出说, 其实婴儿座椅或儿童座椅其实放在后座最中间, 哦, 相较于两边是最安全。 Hội Quỹ Nhi Đồng Thành Quyền từ trước đến nay đều tuyên truyền về an toàn giao thông trẻ nhỏ. Đối với đáp án của Tưởng Vận An vô cùng ngạc nhiên. 安全座椅要放在汽车上，它必须要靠三点式的安全带来把系附住。尤其是像是后向式的，它更需要三点式的安全带。可是国内普遍将近大有六成的车辆几乎都是中间是两点式的，两点式没有办法把安全座椅呢系附在车上。 Thực ra, thông tin mà Tường Vạn An đưa ra chủ yếu là đối với ghế ngồi sau của xe ô tô có phao cứu hộ. Hơn nữa, theo phương thức lắp đặt của Mỹ và châu Âu, ghế ngồi ô tô là phương thức gắn hoặc cài, không giống với phương thức cố định, thắt dây an toàn như ở Đài Loan.
Ngoài ra, không phải loại xe nào cũng có đặt ghế an toàn ở giữa. Đáp án của chuyên gia chính là trẻ nhỏ trong xe gặp tai nạn, bị thương, thực chất đa số là do không có ghế an toàn. Ghế an toàn chỉ cần đặt ở phía sau, phương thức lắp đặt chính xác thì đều có thể đảm bảo sự an toàn của trẻ nhỏ. Nhắc nhở các quý vị và các bậc phụ huynh, khi cho trẻ dùng miếng dán chống say xe nên cẩn thận, vì gần đây có du khách cả nhà cùng đến Đài Đông chơi. Không ngờ bé trai 5 tuổi sau khi đến địa điểm du lịch đã bất tỉnh, xuất hiện tình trạng nói miên man. Nguyên nhân làm cho trẻ xuất hiện tình trạng trên đó chính là đã sử dụng miếng dán chống say xe ô tô. Phong thủy hữu tình, cả nhà đến Đài Đông du ngoạn vô cùng thích thú, vừa lái xe vừa hóng gió ngắm cảnh. Nhưng đến đoạn đường núi vòng lại là một khảo nghiệm lớn đối với cả nhà. Phụ huynh vì lo lắng trẻ nhỏ bị say xe nên đã dán miếng chống say xe cho trẻ. Trẻ nhỏ không chỉ nói liên miên, thậm chí đến cả ba mẹ đều không nhận ra. Trước đây Đài Nam cũng có tình trạng tương tự. Hóa ra nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là viên dán chống say xe mà phụ huynh cho trẻ nhỏ dùng. Bên trong có chứa thành phần scopolamine gây ra tình trạng tạm thời trẻ nhỏ bị mất trí nhớ. Cũng may sau khi thuốc hết tác dụng, tình trạng này đã chấm dứt. Nhưng bác sĩ cũng nhắc nhở miếng dán chống say xe không nên cho trẻ dưới 12 tuổi sử dụng. Cũng nhắc nhở quý vị nên uống thuốc chống say xe để thay thế miếng dán, vì uống thuốc có tác dụng chống say xe mà không có tình trạng trên phát sinh như vậy. Bản tin cuối đưa quý vị đến xem câu chuyện cảm động. Cao Hùng Trung Tâm 1999 quay một bộ phim ngắn về một câu chuyện có thật, tình yêu Cao Hùng. Mời đến nữ diễn viên chính Ngô Tĩnh Nhàn đóng vai đi tìm người yêu cũ, người Nhật Bản đã xa cách hơn 50 năm. Giống như bản sao của bộ phim Hái Chảo Chi Hào. Cuối cùng, nhờ sự nhiệt tình của nữ nhân công 1999 thật sự đã tìm lại được người tình thất lạc hơn 50 năm. Nhưng nữ nhân công 1999 này, Tết Trung Thu năm ngoái, đã bị qua đời vì ung thư phổi. Chính phủ thành phố Cao Hùng đã đặc biệt quay lại bộ phim để kỷ niệm người nữ vô danh Cao Hùng này. Câu chuyện được bắt đầu khi người con trai xé tấm ảnh chụp chung của ba mẹ. Ngô Tĩnh Nhàn đóng vai này thực sự là một câu chuyện có thật. 50 năm trước, cô Mỹ Phương và một người Nhật Bản yêu nhau, nhưng vì ba mẹ hai gia đình phản đối nên đã không đến được với nhau. Mỹ Phương đơn độc nuôi con trai một mình dưới con mắt kỳ thị của mọi người. Cô không chịu nổi cảnh để con trai cả đời không được nhìn thấy ba một lần. Vì vậy đã lấy hết dũng khí đưa bức ảnh cũ đến trung tâm 1999 Cao Hùng để nhờ người tìm giúp người yêu cũ. Một nhân viên nhiệt tình nơi đây đã vì muốn giúp cho ước nguyện của cô Mỹ Phương thành hiện thực, đã đi khắp nơi hỏi han và hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, cuối cùng đã đưa được người tình cũ đứng trước mặt cô Mỹ Phương. Câu chuyện cảm động giống như bản sao của bộ phim Hái Chảo Chi Hào, nhưng ở cuối bộ phim, thị trường Cao Hùng Trần Cúc tự mình thu âm, nói lên đoạn kết của phim. Nữ nhân công nhiệt tình năm đó lại mắc ung thư phổi và đã qua đời, làm cho mọi người vô cùng thương tiếc. Bảo Châu Jie biết rằng cái vụ này, cô muốn, cô thực sự không có gì cầu xin, cô muốn là hoàn thành một ước mơ năm đó, nên cái này cũng làm cảm động Bảo Châu Jie. Cô Mỹ Phương và con trai đã vô cùng biết ơn người nữ nhân công đầy nhiệt huyết này. Chính phủ thành phố Cao Hùng đã biến câu chuyện thành một bộ phim ngắn nhằm nhớ ơn người phụ nữ nhiệt tình này. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại.